Thì bây giờ mình thấy cái nhỏ cái hơn nè, này nhỏ hơn, cùng một loại luôn. Cùng một loại luôn mà ai không có đủ chi phí thì mình mua cái nhỏ hơn. Cũng là cái giống này mà nhỏ hơn nha, cái này 150 cái cây không nha mọi người. Còn cái chậu này ai mà lấy luôn cây luôn chậu thì Ngân để là 170 đồng luôn cây luôn chậu. Xong rồi Ngân lót đá Akadama lên on the top cho mọi người, để mọi người chưng ha. Thì cây này 150 cho mọi người. Cây này á, nếu nó y chang bản phiên bản nhỏ của cái cây này mà dáng nó đẹp lắm mọi người, mà nó hoàn hảo, nó không bị gãy gì hết. Thì tương lai á actually cái cây này có nhiều bông lắm luôn á nha. Actually bản nhỏ nhưng mà vẫn có rất là nhiều bông. Đang để Hương quay kỹ cái đây nè. Rất là nhiều. Nó nhỏ nhưng mà nó nhiều bông lắm, thì nó nở ra nó cũng đẹp, tương đương cây 295 đồng gì đó ha. Nên là 150 vậy là good deal lắm á, mua một cây về để lên mộc. Mấy cây va, chơi cây va mà có rễ, cây va đã khó trồng rồi, tại vì trồng gần cả năm trời nó mới bắt rễ nha mọi người, chứ không phải là trồng một cái có rễ liền ha. Nên là mọi người mua giờ là tết, là mọi người có hoa chưa, hoa trên tết rồi đó. Rồi còn mấy cây super bang này nãy em quay chị ta. Cây đó quay rồi, nãy mới quay á. Còn cây super bang này. Cây này super bang luôn hả? Yes, super bang đó chị. Ok, rồi đây cây super bang. Cây super bang này để coi nó lên màu chưa nè. Nó chưa lên màu cây bên kia. Nó chưa lên. Nhưng mà cái dáng nó đẹp. Dáng nó đẹp hơn. Cái dáng nó đẹp hơn cái cây bên kia. Đây, cây bên đây thì nó có lên cái diềm rồi đây. Còn bên đây thì nó chưa có lên cái mấy cái diềm. Nhưng mà cái dáng thì cây bên đây đẹp hơn. Cái dáng bên này xuất sắc nha. Cây này 450. Dáng này đẹp hơn. Cái dáng này $450. Cái dáng này già lắm mọi người. Hôm bữa em có cây 600, 700 đều bán hết á. Cái chậu này nhiều. Cái chậu này 80. $80 for the pot. Còn mà mua chậu ấn đi là 85 á mọi người. Mua cây chậu này 80. Còn cây super bang này chị Hương, mà nó chưa lên. Không biết bà con nào có muốn mua luôn á thì nó cũng chuẩn bị lên rồi nha mọi người, nó đầy rễ rồi đó. Cái này là Ngân chưa tưới nước cho nó đó, cho nên là nó hơi héo á mọi người. Cái này thấy cây. Chưa tươi tỉnh bằng cái cây mới vừa quay này. Yeah, cây này phải tưới nước cho bà tỉnh mau nha. Chứ bà thật ra bà được cái đẹp lắm á, bà được hai cái chùm nè, hai cái chùm single head nè, rồi một cái quét bự nè, với một cái hai cái crest luôn. Cây này tỉnh lại đẹp lắm ha. Cây này ai mà lấy cây này là 350. Cây này bự lắm mọi người. Nó đang nằm trong cái chậu, chậu này bự lắm, không có nhỏ đâu. Mấy cái size này Ngân để toàn là size. Khi mà Ngân bỏ trong mấy cái tô kiểu này là cây bự lắm á. Còn ở đây có cây Mezi. Cánh tròn sắp clip nè. Hàng chùm á mọi người, hàng vang nha mọi người. Cây này để mọi người là 90 đồng nha. Cây này hôm bữa Ngân có một cây chỉ có khoảng chừng chưa tới 10 hết nữa, Ngân bán 100 đồng bà con mua rồi á. Bây giờ Ngân còn cây này. Cây này thì hơn 10 hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nhiều hết hơn cái cây hôm bữa mình bán nha. Nhưng mà cái vấn đề là hôm bữa nó bị rụng lá. Do Ngân matrix nó matrix là không có khe cho nó đó, cho nên nó bị rụng lá một mấy cái bông, nhưng mà nó sẽ ra baby lại nha mọi người. Bằng chứng là đây nè, nó đẻ một cái baby nè, nó mọc ra. Cho nên mọi người mà thương nó thì mọi người nuôi nó cẩn thận thì nó sẽ đẹp. Nó đang có mấy cái baby nhỏ nhỏ rồi thì nó sẽ đẹp lại nha. Nè mấy anh chị, nó đang có mấy cái baby nhỏ nhỏ rồi nè, đây nè, nhỏ nhỏ rồi. Cây ngay hôm bữa Ngân bán cho khách của Ngân là cũng đã 100 đồng rồi. Cây này nhiều hết hơn, Ngân để cho mọi người cũng 100 nha. Cây này là hàng hiếm á mọi người. Cây này hàng hiếm. Cây này cũng fully rooted rồi nha mọi người. Nó chỉ bị rụng lá vài cái thôi nha. Nhưng mà nó sẽ nở lại nha mọi người. Bây giờ nó đang bung nụ lại nè. Cây này mới là the real Mezi nha mọi người. Nó đỏ đỏ lùn lùn, nó giống Medusa lắm nhưng mà nó khác hơn là Medusa này vì nó bóng nè. Cây này cắt hết thà bán còn lời hơn để lại giống rồi. Cái nào
mấy cái IG nè. Lum mình nha mọi người. Lum mình bông size bự lắm mọi người ơi. Lum mình size bự để mọi người 55 có rẻ rồi nha. $55. Rất là bự nha, cái này hơn 12 inch. Lum mình red, lum mình thích nắng nha mọi người, thích nắng. Không cần phải tưới nước nhiều, em sẽ đỏ hết nha, nó có móng vuốt đen nè. Đỏ nha, cái này là red lum mình không phải là red Romeo nha, red lum mình. Rồi, tới cái này. Cái này sẽ mọi người 80. Không chậu nha, luôn chậu, luôn cây luôn chậu là 101. Cái chậu 30. Ok, rồi tới cái này. Cái này luôn cây luôn chậu 100. Cái này á hả? No. Cái này á hả? Cái này luôn cây luôn. 70 luôn cây luôn chậu chứ rồi. $70 for the plant and the pot. Còn này. Cái đó là 30 luôn cây luôn chậu. $30 for the plant and the pot. Cái này thích nắng lắm, để coi nó có đỏ hết nguyên cây không. Cái này không có thích nắng nè. Cái này có tôi để ở trong chỗ có bóng râm râm, nó có hơi ánh sáng. Nó lên màu đẹp. Nó nắng quá nó không ánh. Còn cái này. Cái này là 50 nha mọi người. 50 cây không thôi. 50 cây không á. $50 for the plant only. Ừ, còn cái chậu 30. $30 for the pot. Ở đây còn cây red granite nè. Red granite. Red granite 450 nha mọi người. $450. Rồi. Ngân còn một cây bubble cloud tí hơn. Bubble cloud. Teacup. Chưa lên màu nhiều ha, cũng nhưng mà cũng lên vậy cũng ok. Nó phải lên màu tím á mọi người. Cây này để cho mọi người là 500 mọi người ơi. Cây hơi mắc. $500. Cái chậu 50. $50 for pot. Cái này lên chưa cho. Chưa, cái này chưa tươi tỉnh. Nhưng mà cũng ok, nhìn đẹp hơn hồi tuần rồi. Hôm nay nó tươi tỉnh hơn. Hồi tuần rồi nhìn nó chưa có tươi tỉnh. Hôm nay chưa có màu cam cam. Hôm nay cứng cứng rồi nè. Ai thích bông nhí thì lấy cây này nha. Cây này 900 á, rất là đẹp. Cây này hàng hiếm. Cây này hàng ít người có. Bông nhí. Ok. Ừ. Cây nào nữa, đi trước đi. Cây này Red Walking nha mọi người. Vô bưng lên đi, tại vì nó nghiêng quá, chụp quay nghiêng không thấy được nó. Red Walking. Cây này để cho mọi người có rẻ rồi, 90 đồng cây không nha mọi người. Cái chậu 50 nữa. $90 for the plant, $50 for the pot. Cây không là 50, 90. Ok. Rồi. Cây bông hồng dễ thương quá. 150 mọi người. Cái Red đó 150 đồng. $150. Cái này là của Korea mọi người. Bông hồng cam. 150 đồng. Cái chậu 60 đồng nữa. Ok, 200 đồng luôn cây luôn chậu. $200 for the... Có chiếu được cái chậu không? Nó chưa bưng được. Để ngoài đây, ngoài đây. Nó thấy được cái màu nó có nắng. Cái này dáng đẹp mọi người, rất là dày luôn nha mọi người, nguyên một bảng crepe bự luôn nè, rất là dày luôn á. Bông hồng quá trời bông luôn mọi người ơi, nếu mà từ đây tới Tết là nó nở bông ra vậy là đẹp lắm luôn á. Mà cái chậu này cũng hoa hồng nữa nè. Nội mình trưng cái chậu không với cái cây này không, mình ngắm cái chậu cũng đẹp nữa mọi người. Xong rồi lót đá lên là đẹp lắm nha mọi người. Để nó cho đó. Cái này em sẽ lót đá cho mọi người nha. No. Để nó che mắt cây trồng. Mà kệ đi, để cho nó có nắng đi. Cho có nắng đi. Tại vì SG Ngân chưa có bán, hiện giờ Ngân để cho nó cứng mà lên nữa thì Ngân mới bán SG cho mọi người nha. Cho nó lên màu nên thêm nữa nó mới đẹp. Bây giờ nó cũng lên nhưng mà chưa có lên như Ngân mong muốn. Ngân mong muốn nó phải lên tuyệt sắc nhân nhân luôn. Thì Ngân sẽ bán cho mọi người như cây này đang chuẩn bị lên rồi nè. Nè, cây này lên mà hồng hồng rồi nè. Nè, Du nói mà ai nuôi á, nè, này màu hồng lên rồi nè. Nó có nắng là tự nó lên màu rồi. Ôi trời ơi, nó... Cây này đúng cây đúng chậu cho mọi người là 190 đồng nha. 190 đồng luôn cây luôn chậu hả? Luôn cây luôn chậu cho mọi người 190 đồng. $190 for the plant. Khi mà nó lên nữa là giá nó khác nha. Hiện tại giờ để cho mọi người luôn cây luôn chậu 190. Đó, quá
đẹp luôn, kiếm đâu ra. Và không là và. Va không là va đây một... là cái chậu mà mấy anh chị mua một cây va gì chơi cho nó không có đụng hàng. Ok, giống như rồi. Bà con tiếp cái gì nữa, cái chậu đó đi thấy nó cũng tươi tỉnh rồi đó. Cây này luôn, cây luôn chậu để một người là 160 đồng. $160 for the plant and the pot. Cái này tất cả là hàng va nha mọi người. 100 mấy cái chậu này là chậu unit của Corey nha mọi người. Ok. Đó. Cái này mọi người mua luôn cây luôn chậu đi, ngân ship cho mọi người. Cho nó sang. Chơi hàng Corey đi cho nó sang. Rồi còn cây này luôn cây luôn chậu để mọi người 260 đồng. $260 for the plant and the pot. Rất là bự luôn á nha mọi người nha, nhiều khác lắm á. Cây này cũng lên màu khá là đẹp rồi đó. Nè coi màu nè. Va nè. Cái này là như tất cả các chậu này có rễ hết thôi nha mọi người. Cái chậu này cũng đẹp á. 260 đồng luôn cây luôn chậu. Khá là bự mọi người. Mọi người chơi va mà và bông vari này đi cho nó sang. Cho hỏi ai nói mình chơi hàng. Rồi. Già lắm nha, thân cao lắm nha, hình như nhiều hết lắm á. Cái này mà ngân cắt ngân bán cũng gọi hết không cũng đủ. Gần. Ừ. Cái này đâu phải sức rồi Vân. À cái gì đó? À mít tờ rất cho không ra. Sức bò bông mới là cái này nè, cái này mới là sức bò bông nè. Cái này nó dày hơn mà nó mỏng nước. Đúng rồi, cái kia cái cánh lá mỏng hơn. Ừ, cái loại này nó mọc mà nó mỏng nước thì nó sang hơn. Nó sang hơn nhiều. Để càng lâu càng có giá trị. Để càng lâu càng có giá trị nhưng mà phải biết nuôi nó mới là màu. Cũng... Mấy cây này nó thích e. Nó thích gió mà nó thích ở ngoài trời nắng nắng một chút. Đừng đem nó vô trong đem nó vô trong là nó bị nấm á. Nó không có gió là nó có nấm à. Nó có gió thoáng mát là nó không có căng mọng nước luôn á, nó đẹp lắm. Còn cây này là 350. Cây này bự. Cây này tới 50 chắc gần 4 mấy nó, 40 hết á. Rất là bự luôn. Va không toàn bộ. Mai mốt mà nó cơ to tròn đều mới đẹp. Cái này mấy cây này phải để lâu. Nè chậu này dừa nè. Trời ơi đẹp quá nè. Cái này 180 đồng luôn. Luôn cây luôn chậu nha. $180 for the. Nồi cái chậu này không á, mọi người chưng không cũng thấy sang rồi. Cái này mọi người chưng cái chậu không trong gia đình thôi cũng thấy sang rồi. Rồi thêm một chùm hàng va này nữa là chết người luôn á. 180 đồng luôn cây luôn chậu. Cái super bông này nó coi vậy chứ nó nhiều baby lắm. Super bông này luôn cây luôn chậu là 120 nha mọi người. $120. Cái này là hàng chậu của Corey 100% nha mọi người. Còn cái cây super bông này nó đẻ baby quá nè, nhiều. Quá nhiều luôn á. Nhúc 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 luôn mọi người. Cái này nhiều baby lắm. Thì tương lai nó ôi trời ơi nó cây này nó quá trời baby luôn. Nhúc. Tương lai nó sẽ để cho mọi người mua một chùm bự luôn á. Còn Ngọc Kỳ Lân bữa nay tỉnh rồi nè. Ngọc Kỳ Lân bữa nay cứng cáp rồi. Còn có một cây. Ồ rồi cây này. Cây này 80 nha mọi người. $80 for the cactus. Rồi còn cây này bự. Cây này luôn cây luôn chậu là 350 nha mọi người. $350 for the plant and the pot. Ai mà có tiền tới là mình dứt cái cây này nè. Là coi như là đại gia luôn. Rất là bự.
Quá wow, trời baby hồng 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 luôn. Ui trời ơi. Ok. Rẻ bên kia quá trời. Rồi ok, cái chậu vàng vàng này cũng 350 luôn. $350. Này vừa cây vừa chậu luôn hả? Cây chậu 350. Cây với chậu luôn 350. Cây này thì già lắm mọi người ơi. Nói chung là Ngân sẽ xếp cây xếp chậu cho mọi người luôn á nha. Ôi dạ, hình như có cái người nào bắt chước Ngân y chang. Có cái chị nào chị bắt chước em làm nguyên một cái set này luôn. Này nhiều. Cây này luôn cây luôn chậu à. Cây này bự lắm nha mọi người. 350 luôn. $350. Rất là bự. Nhưng mà cái chậu nó khác cho style của Ngân. Cái chậu này không là 65 đồng rồi. Cái cây này khá bự nha mọi người. Rất là bự luôn á mọi người nha. Rồi tới cái chậu này. Ôi giời giời. Wow trời vàng. Cái chậu này luôn cây luôn chậu là 150 đồng. $150 for the plant and the pot. Cái này nhiều va lắm nha mọi người, nhiều baby lắm. Cái này có rễ rồi. Để baby tùm lum hết. À, tới chỗ bên đây. Chỗ này 400 luôn cây luôn chậu nha. $400 for the plant and the pot. Cái này hàng unit, cái chậu này là chậu unit nha mọi người. Một mình nó không là $100 là cái chậu á. Còn cái cây này 300 đồng. Cái chùm này không là 50 nha mọi người. $50. Cái này nó sẽ lên tím tím hồng hồng nha mọi người. 50 đồng cái chùm đó. Còn cái chậu là 85 đồng. $85 for the pot. Cái này chịu full sun nha mọi người. Full sun, nguyên ban ngày full sun. Ô cái chậu này. Này cái này đun cây đun chậu là 120 đồng. $120. Cây còn cái này đun cây đun chậu là 130 đồng. $130 for the plant and cây này là mỗi một cây là 100 đồng 100 đồng, ai muốn lấy cây nào lấy nha mọi người. Cái nghĩa cây không là 100 đồng. 100 đồng 100 đồng một cây đó mọi người. Cái này va quá trời luôn nè. Chắc nếu mà em lựa cây này 1 2 3 4. Nhiều va lắm. Còn cái cây này thì được cái nó có nhiều va mà nó có nhiều màu hồng, nó có hai cái màu hồng. Hai cái va, một cái head này nó đẻ ra được hai cái màu hồng và những cái lá xung quanh va này nó mốt là cho baby. Đó. Hai cái màu hồng này cũng super cute mọi người. Rồi tiếp theo nữa. Cây này đẹp quá nè. Cây này thấy mọi người thấy em nói không, nó lên màu xanh vàng hồng vậy nào, cây nó khỏe lắm á. Cây này 450 nha mọi người. $450. Cái này là em gift cho tree cái extra nha, chứ một mình nó là từ đây tới đây lượng từ góc này. Cái nghĩa không có mấy cái trước mấy cái chùm cho tới cái bông này là của nó. Chỉ có 1, 2, 3, 4 cái này là em cắm thêm thôi. Còn toàn bộ là cùng một thân cây nè. Đó là cùng một thân ha. 450. Còn ai mà muốn lấy một cây Fiesta nhỏ cắm bướm. Cái này luôn cây luôn chậu là 140 đồng. $140 for the plant and the pot. Luôn cây luôn chậu nha mọi người. Ba cái sinh hồn hát này thôi, bốn cái sinh hồn hát này thôi đã 40 rồi. Ha, cho nên là mua cây này lợi lắm nè. Rồi thêm được thêm cái baby on the side nữa nè. Mua cây này lợi lắm nè. Rồi. Cái này là màu đẹp lắm nha mọi người. Cái này để mọi người là 130 đồng. Cánh dày. Cánh dày. $130 for the plant. Còn cái chậu này 70 đồng. $70 for the pot. Nếu mọi người lấy luôn cây luôn chậu thì bớt 10 đồng nha mọi người. Cái này thêm tầng lá nữa nè.
có từng bông trong đây. Ừ, một cái bông này đẻ ra một đống baby nè. Thì mọi người tưởng tượng ra một bông này mai mốt đẻ cho mọi người sẽ được một cái chùm rất là bự á mọi người. Cho nên là mọi người mua cái size này 130 đồng một cây, nhưng mà có lợi lắm á. Tại vì một single head sẽ đẻ cho mọi người một chùm hoa. Tại vì mấy cây này là thuộc loại cây mother plant. Mother plant là giống giống để mà lai giống á. Rồi Whisty bữa nay tỉnh nè mọi người. Whisty này mỗi một chùm như vậy là 65 đồng nha mọi người. $65. Có rễ hết rồi nha. 65. Nè, có loại này có rễ nè. 65. Còn cây bự là 130 đồng. $130 for the big one. Mọi người thấy cây bự không? Cây bự có nghĩa là bằng gần như là 4 cây nhỏ chùm lại mới ra được cây bự này ha. Cho nên cây bự nó có giá trị lắm, 130 đồng nha. Nè mọi người gộp 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây mới bằng được 1 cây bự nha. Đó, cây bự thì có rẻ rồi. Còn này hai quang nha, hai quang là 80 đồng 1 cây nha. $80. Hai quang 80. Mấy cây này là hàng rare. Rồi ok, cây này là cũng là Neptune. Cái này thì là 120 đồng. Cái này 120 là vì lý do là nó chỉ có 4 tầng lá đó nha. Là dưới đây nó không có đẻ một dọc baby. Còn cái kia 100, cây này 130 nó đẻ một đống baby ở phía dưới nha. Mà chị Hương quay hai cây cho người ta thấy sự khác nhau nha. Chứ không phải nhiều lúc mọi người thấy là nhìn nó giống nhau, nhưng mà thực chất không phải giống nhau cho mọi người. Tại cái này nó có baby đây. Nó có nguyên một, nó thêm một level hoa nữa ở dưới á. Cho nên là nó mắc hơn. Rồi đây mình còn một cây cây này giống như Medusa gì đó, hàng chùm nha mọi người. Cái này để cho mọi người 65 đồng. $65. Cây này cũng quá trời bông luôn nè, có rễ rồi nè, 65 đồng. Ai chưa có Medusa thì lấy một cây 65 đồng nha mọi người. Rồi tiếp cái nào hả? Rồi còn cái này. Cây này là nó sẽ lên màu, nó giống như Medusa nhưng mà nó lên màu tím nha mọi người. Cây lụ. Cây dạng giống như là giống như cây lụ vậy đó. Cây này để mọi người 90 nha. $90. Tròn đều nha, cũng có rễ rồi. Tròn đều cứng cáp nha, 90. Còn này Inferi. Đó mọi người thấy Inferi không? Lúc mà nó Inferi sometimes nó sẽ lên màu màu tím trắng đó. Thì mấy cây cracked mà hồi nãy em chiếu Inferi á là nó sẽ lên màu này nè mọi người. Cái chùm hoa nó sẽ lên, nó sometimes nó sẽ lên màu này và sometimes nó sẽ lên cái màu này. Mọi người nhìn thấy hồi nãy mà trong cái video có chiếu á, có chiếu cái bông á, thấy không? Thì lúc mà nó chuyển màu nó sẽ chuyển qua vậy nè mọi người, nó có màu trắng. Mọi nhìn thấy không? Chị Hương có thấy không? Nó có màu trắng tím nè. Cho nên mọi người hay nói ủa tại sao cái Inferi nó có màu trắng tím? Màu trắng tím nó sẽ hiện lên sau khi mà nó lên màu đủ rồi đó. Nó lên màu đủ thì nó sẽ hiện lên màu trắng tím vậy nha mọi người. Nó lên màu trắng tím. Màu trắng tím. Uh-huh. Màu trắng tím đẹp lắm, cho nên Inferi rất là đẹp nha mọi người. Inferi với Intention á tụi nó sẽ lúc mà tụi nó lên màu tụi nó đẹp lắm. Còn nếu mà bình thường tụi nó chưa có lên thì nó sẽ như vậy thôi nè. Nó như vậy nè. Nó tròn tròn gì thôi. Còn khi mà nó lên rồi á, nó nè, nó sẽ đang lên nè, trắng tím nè, thấy không? Thì cái chùm này để cái này là fully rooted thì nó mới lên được như vậy nha mọi người, chứ nếu mà nó chưa có rễ nhiều mà nó không có lên được cái màu này đâu mọi người. Cái này để đu lâu lắm rồi nó mới lên được như vậy á. Cái này để mọi người 90 nha. Là rễ ở đây nguyên cái chậu này luôn á thì nó mới lên được như vậy nha, còn không là nó cứ ngà giống như cái màu này thôi à, bình thường nó như cái màu này thôi à. Rồi ok, còn cây này bữa nay không biết nó lên màu không ta, nó có lên gì nữa không. Cây này thì 250 không. Cây này 250. Còn cây cái cây này mốt lên màu đẹp lắm. Cây này hả? Yes, cây đó lên màu đẹp vàng, vàng đỏ tím hồng tùm lum. Cái đó 120 đồng. $120. Cây bự nha mọi người, cái đó cây bự. Ở đây mình còn một. Đó, cây kia bự kìa. Cây này phải không? Ừ. Bự quá trời, cái đó 150. $150. À mà thích cây bông bự mọi người lấy cây đó. Cái này 250. Ở đây có cây Medusa Soft Leaf nè mọi người. Medusa Soft Leaf mà bóng nha mọi người. Cái loại mà giống như cái cây Crest nãy em mới chiếu cho mọi người coi á, Medusa Soft Leaf bóng. Cái này để mọi người 100.
100 đồng cho ngày hôm nay. Qua thăng rệt ba là. Ờ. Còn đây mình có cây lan. Plantum middle. Plantum middle. Ừ, plantum middle nó có va nè, mọi người nhìn thấy không? Cánh tròn với va, cái va đỏ chính giữa nè, để em chiếu cho mọi người coi. Cái màu nó lên. Plantum middle này để cho mọi người 90 nha mọi người. Plantum middle. Plantum middle này. Plantum middle mà cánh tròn mọi người, để cho mọi người coi cái màu, đợi em chút xíu. Kính tròn. Cái cánh nó tròn nó đẹp lắm mọi người. Có cái cây nào nguyên cây cho mọi người coi. Cái màu mới. Mọi người thấy không? Nó cũng thuộc là đỏ nha mọi người. Cũng thuộc là đỏ, nhưng cái đỏ của nó cam cam lên nhìn đẹp lắm đó mọi người. Nó cũng thuộc là đỏ mà đỏ đỏ cam cam lên nó đẹp lắm. À, cây này ổn hơn rồi nè, cây này hiện lên rồi. Cây này nó có hiện lên chút xíu rồi nè. No, nó chưa nhiều bằng cây bên đây. Ừ. Cây bên đây. Cứ mỗi cây 90 của mọi người thích cây này. Thì... Natirolo. Chùm. Cho mỗi chùm. Ờ, rồi cây mấy cây này bữa nay nở nè. Cây này có rễ rồi. Cây này hàng re cánh dày đó mọi người, hàng va đó mọi người, nó sẽ lên màu hồng á, để cho mọi người coi ha. À. Cái này nó sẽ lên viền hồng mọi người. Để em chiếu cho mọi người coi. Mà lá cánh nhỏ. Cái này hơi re, ít người có. Mình quay vòng trong mấy chùm. Cái này. Cái này. Cái nào? Ừ. Có một cái cây Red Canid on the side nè. Mà dáng rất là cao nha mọi người. Có rễ rồi. Đây, cây này mới đẹp nè chị Hương. Một trăm năm chục đồng cây này nha mọi người. Nè, cái màu nè. Cánh dày lắm mọi người. Mà nó có sọc sọc trắng trắng. Màu xuyệt, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, cây này rare lắm. Cây này em có một cây à. Hồi trước anh về nhiều lắm là. Lúc mà về là bà con lấy, tại vì hàng mới á, em giữ là một cây làm collection nè.
Cây này là fully rooted nha mọi người, màu lên nè. Sọc 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 trắng trắng, tuyệt hồng hồng đẹp lắm. Cây này của em á, không có chưa có bỏ nó ra ngoài nắng á, cho nên là chưa có lên hết, chứ nó mà nó lên nó sẽ nó lên như trong cái hình đó nha mọi người. Mọi người coi cái bông va nè, bên trong nè. Từ từ nó lên nè. À, xây qua mới được cả cái tay mình che lại. Ở đây từ từ lên rồi nè. À, ok. Cây này là không gãy cành nào nha mọi người, 150 đồng. Quan hai rồi. Rất là bự. Cây này là nuôi lâu lắm rồi. Nào nhấc lên, em cũng phải nhấc lên thôi, tại vì phải thay vô chậu chú đi á. Nè thấy không? Đầy rễ nè mọi người thấy không? Cái em phải thay nó vô chậu chú đi để cho nó những cây nào mà nó cứng cáp rồi thay vô chậu chú đi cho nó đẹp. Cây này có một cây à, cho nên là ai mua thì bớt nha em. Rồi bên đây có mấy cây re. Hôm bữa đây, cái size này là cái size 80. $80. Còn đây cái size bự. Mọi nhìn cái bông bự nè. Size này là 140. Cây này là bông bự lắm mọi người, half moon nè. Half moon nè. Chị Hương có thể quay được half moon. Đấy, đấy. Half moon nè. Đó, cây này hôm bữa em bán một cây rồi, em giờ em còn cây này collection, half moon nhiều lắm. Xanh trắng hồng. Tới mười mấy hết lận mọi người. Nè, đây nó cũng đẻ ra cho mình thêm 1 2 3 baby. Để mọi người có cái va của nó nè, mọi người thấy không? Cái bông này nó bự lắm nha mọi người. Nhìn nè. Nó không phải là nhỏ đâu ha. Cái này 140. Cái này cũng bự lắm. Cái này 120. Cái này 120. Cái này 120. Ừ. This one 140. Ừ. Cái này bự. Cái trong. Cái này 120 luôn. 120. Đó. Cây này 120. Cây 140 là bự nhất mà nó có hai màu rõ rệt nhất, nó là màu đẹp nhất. Cho nên nó 140, còn hai cái này là 120, 120. Ok. Rồi. Có cây này có rẻ lên 90. $90. Cây này thì half moon xanh. Cây này thì nó lại không có màu cam vàng giống như cái cây bên bông này ha. Cái này thì nó ra giống như là bông cúc. À, nửa xanh nửa đen, nửa đỏ, xanh đen đỏ. À, giống như là dạng giống như Big Bang mà hàng giống mới á. Còn cái này thì nó cánh dày. Hôm bữa video cũ mình có giải thích lần rồi, cánh nó rất là dày. Và nó có nhiều cái vân và nhiều cái va rất là lạ. Mấy cái màu này màu mới. Ok, rồi tới mấy cái này. Mấy cái này thì bên chuồng nheo. Mấy cái này thì mọi người thấy rồi đó. Nó lên màu nè. Đó, mọi người thấy rồi đó. Nó lên màu cứng nha. Cái loại này cứng, cánh dày hồng. Cái này cũng khỏe, cứng cáp hết rồi. Cái này cứng lắm rồi. Nhiều chảy. Cái này để mọi người 150 nha. 150 Cái cho hai cái chậu luôn. Này nha, 150, 150 okay, nha. 150. Còn mấy chậu bên kia là 200 với 250 không à. Chị còn có, bên đây thì mấy cái chậu bự hơn. Chị có hai cái này là 150 với 200 nha. 250. Ừ. Okay. Bên kia là những cái chậu bự khổng lồ, size khổng lồ, dây thì nhỏ hơn chút xíu thôi nha, 150. 150 với cái này 150. Okay. Đó. Đó có hai cái này là 150 nha. Còn mọi này, người. Cái này 150 luôn. 150. Cái này là Pink Chanel, bông bự. Chanel. 150, 150. Nếu cái mọi này, người. Đó. Cái này. Cái này 150 luôn. 150 luôn. Pink Chanel mắc lắm mọi người ơi, Pink Chanel rất là mắc. $150 thôi. Pink Chanel rất là mắc. Đó, còn cái loại này thì 150, 150 ai nhanh tay hốt, chỉ có hai cây này thôi nha, còn mấy cây bên kia là 200, 250 hết. Băng bên kia chỉ có hai cây này. Ờ, cây này để cho mọi người 100 nè. $100. Mấy cái giống này nó hiếm nên nó mắc. Còn cái này Big Bang Line. Cái Big Bang Line này
nó là như này bông cúc inferi, nó là đỏ cam xuyệt xanh gì. Cái này để 100 đồng ha, 100 đó là để cho mọi người coi cái màu của nó nè, nó khơ khơ mà đỏ sọc xanh thì sọc cam thì đẹp quá trời luôn. 100 đồng nha, cây này 100 đồng rất là bự nha, nó có nhiều va lắm mọi người, cây nào cái bông nào của nó cũng va nhiều hết á, quá trời va luôn. Rồi bự quá. Trời ơi, khổng lồ luôn. Cái này tới 195 đồng mọi người. $195. Còn này Swiftie, $120. $120. Cái khổng lồ, $180. Cái này là hàng khổng lồ nha mọi người, cây bự lắm. Cái này tới mười mấy mét. Bên Chanel á, nó bông bự lắm mọi người. Bông nó bự mà nó rất là đẹp. Khi mọi người trồng được cái size mà nó cao to lên đó, mọi người cứ tưởng tượng có một cây cao như vậy mà có bông bự to cho bá lửa mà màu hồng, mà cánh dày ở trước cửa nhà mình, thì mọi người nghĩ nó đẹp cỡ nào. Nó sẽ rất là đẹp luôn. Dạ, cây kế bên. Cái này 150 nè. Cái này 150 nhưng mà nó có nhiều hát lắm đó mọi người. Nó có vẻ nó hơi bị bên ha. 150. Đó. Ở đây có một cây nhỏ Poseidon teacup 60 đô la. Ồ, đây trên đây mình có một cây crepe nè. Cây crepe này là cây crepe bên Chanel đó mọi người có tin không? Cái màu nó mai mốt nó sẽ lên giống như cái cây này, bông bự đó mọi người. Bông bự nha. Hiện tại bây giờ là nó chưa có lên màu hết, nhưng mà mai mốt nó sẽ lên nha mọi người. Từ coi nó lên màu như thế nào. Ồ, cây này Nó chưa tươi tỉnh. Rồi đây Ngân có cái này single head cứ 10 đồng hết nha mọi người. $10 for the per head. Có rất là nhiều single head giống bự, cây bự 10 đồng nha. 10 đồng một single head, 10 đồng một single head. Cứ 10 đồng hết nha mọi người. Ai muốn lấy cái nào cũng 10 đồng một single head hết. Mà Ngân có gần cả mấy trăm loại rồi mọi người. Ngân sẽ làm mấy trăm loại khác nhau cho mọi người coi. Ở đây có cây Chanel. Cây này là Chanel. Chanel. Cây Chanel này là Chanel Pro mà lên credit nha mọi người. Chanel Pro credit, cây này để mọi người 350 đồng nha. $350. Cây này nếu mọi người mà muốn mua luôn cây lương chậu thì giá cả có thể thương lượng được nha. Còn mua cây ón lì thì giá cả sẽ thương lượng với Ngân. Ngân coi bớt được cái gì cho mọi người bớt nha. Tại vì cái Chanel này nó rất là đẹp. Nó có rễ rồi và nó có được mấy cái chùm hoa on the side. Cái dáng nó đẹp á. 350 đồng. Hàng va mà Chanel thường nuôi khó lắm mọi người. Chanel mọi người mua 3 cây thì sẽ chết 2 cây á. Cho nên khi mà lựa Chanel mọi người lựa cây nào cứng cáp. Chứ không thôi mọi người mua về nó bị chết á, dễ chết lắm. Okay. Ha. Rồi cái này là red gì cho got it cracked. No. Beauty Plus and got cracked nha mọi người. Cái này cũng là màu đỏ cam. Cái này để mọi người là 500 nha. $500. Cái này bự lắm mọi người. Còn cái chậu để mọi người là 85 đồng. $85 85 đồng cho for the pot. Còn đây Halloween va. Halloween va nha. Cây này đỡ mọi người 650. $650. Halloween va. Còn đây là Halloween không va. Cái này là Halloween không có va. Halloween không có va cũng 650. $650. Tại vì nó bự. Nó bự lắm. Còn Halloween va này nó nhỏ hơn nhưng mà nó có va, cho nên giá nó mất 650 hết. Ai muốn lấy cây nào lấy, muốn lấy hàng va cũng 650, muốn lấy cây bự thì lấy 650 luôn. Okay. Nhưng mà tụi Halloween va này với Halloween này là tụi nó là
hàng ti cúp đó nha mọi người, hàng bông nhỏ một in một in á. Rồi ok, cái này pin Chanel, pin Chanel credit, pin Chanel credit 300 đồng cho cây này nha. $300 for the plant only. Cái chậu 60 nữa là 360 đồng. $360 for the plant and the pot. Ai mà muốn quá cho baby on nè, 1, 2, 3, 4. Mình lấy cái pin Chanel credit, cây này nguyên cây nguyên chậu quá đẹp luôn á mọi người. Mà pin Chanel nó có màu hồng vàng. Lạ, hàng vàng nha mọi người. Đó, nó vàng vàng va va, nó có vàng nha mọi người. Vàng vàng va va, rất là xịn sò. Cây này, cây này bản hiên ngang quá trời hiên ngang. Cây này hàng va luôn nha mọi người, cây này quá hiên ngang nha, cây này 550 nha mọi người. $550. Rồi, cây này cashmere. Cashmere bông nhỏ. Cashmere bông nhỏ mà bông bự nha, 950 nha. $950. Rồi bữa nay mình có cây giang ninh chùm đẹp quá trời, fully rooted nha mọi người. Rồi 95 đồng nha mọi người. $95 có chậu 20. Rồi đây là cây Halloween va. Halloween va cây này 550. $550. 550 đồng nha, Halloween va nha. Gì nữa không? Ok. Ok. Vậy thân ngân hàng. Ok, Hương xin tạm biệt ở đây. Mến chúc cô chú anh chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Tạm biệt cô chú anh chị.